địa danh Vũng Bồi, tọa lạc tại cửa biển Đề Ghi thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Để ghé thăm điểm đến hấp dẫn này, bạn sẽ mất khoảng 1 tiếng nếu di chuyển từ trung tâm thành phố theo hướng đường tỉnh 640. Đề Ghi vốn là một cửa biển hoang sơ và cũng là một cảng cá tấp nập, nên đến đây bạn sẽ có cơ hội khám phá cuộc sống của những người dân Vạn Trài vô cùng thú vị. Từ Đề Ghi ra Vũng Bồi chỉ mất tầm 15 phút nếu di chuyển bằng cano, hoặc bạn cũng có thể di chuyển bằng đường bộ, nhưng sẽ cần đi thêm 8 km đến thôn Vĩnh Lợi, sau đó chạy thẳng đến Vũng Bồi.